ngày 23 tháng 8 năm 2023, tại khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thị xã Nghĩa Lộ, thị đoàn Nghĩa Lộ đã phối hợp với Trung tâm Truyền thông Văn hóa thị xã tổ chức hội thi rung chuông vàng tìm hiểu 40 năm ngày thành lập khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thị xã Nghĩa Lộ, mùng 3 tháng 9 năm 1983, mùng 3 tháng 9 năm 2023 và 65 năm ngày Bác Hồ lên thăm Yên Bái, 25 tháng 9 năm 1958, 25 tháng 9 năm 2023. Hội thi rung chuông vàng có sự tham gia của 65 thí sinh là đoàn viên thanh niên đến từ các đơn vị đoàn, cơ sở xã phường và các chi đoàn trực thuộc thị đoàn. Các thí sinh đã tham gia 3 phần thi, đó là phần thi khởi động, tăng tốc và phần thi về đích. Các thí sinh sẽ trả lời câu hỏi tìm hiểu các kiến thức về khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thị xã Nghĩa Lộ. Sự kiện ngày Bác Hồ lên thăm Yên Bái, 25 tháng 9 năm 1958, 25 tháng 9 năm 2023, 28 năm ngày trưởng thành và phát triển của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã Nghĩa Lộ và các kiến thức xã hội về địa lý, lịch sử, văn học. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất, hai giải nhì, một giải ba và các giải khuyến khích cho các thí sinh. Hội thi rung chuông vàng là hoạt động sinh hoạt tập thể, tạo sự đoàn kết gắn bó và giúp các đoàn viên thanh niên nâng cao tinh thần học tập, từ đó có thêm động lực, niềm đam mê trong học tập, nghiên cứu lịch sử, đặc biệt là cuộc vận động, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đây cũng là một cơ hội để đoàn viên thanh niên thị xã Nghĩa Lộ giao lưu, gắn kết tình cảm, tăng cường đoàn kết, gắn bó trong công tác cũng như trong cuộc sống, tạo tiền đề cho sự phát triển của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, thị xã Nghĩa Lộ trong thời gian tới.